Để cho cháu nhỏ không, em thôi. Cháu Cháu nhỏ sai bao nhiêu anh Cường Nguyễn ơi? nhỏ nhà đắt nhất có 380.000 thôi, nhưng nhỏ nhỏ chân nó đi khoảng 37 36 37 37. Chào bạn Bàn Văn. Hello Bàn Văn. Chào Cường Nguyễn. Chào Tấn Phan. Sai 38 có anh Cường Nguyễn Văn ạ. Đây, cháu nhỏ. Có mỗi này đây này. Đây Tuấn Tú nhá. Hàng này thì hàng lai eo, hàng đẹp rồi. Đấy. Có mấy màu ấy. Chú Dũng với chú Hải giống nhau. Đúng rồi, và bây giờ phải chịu khó làm ăn. Không giữ được thì bây giờ phải làm lấy cái ăn chứ. Giày thể thao cơ. À. Giày thể thao 38 thì có rồi. Bên này sao tất cả đều 39. Đều 39 hết, không có 38. Hello Tuấn Tú. Chào anh Tuấn Tú nha. Chào Kiếp Đỏ Đen nha. Đường Tuấn. Chào Cường Nguyễn Văn. Ok, Cường Nguyễn Văn nhé. Chào Nguyễn Huy Hoàng nhé. Bài này hay nhỉ? Vâng. Ok, Tuấn Tú. Hôm nào đi du lịch về chưa Tú ơi? Chào Tuyền Gôn. Có lên mấy ít mẫu quần áo này cho mọi người, cho mọi người nghỉ nhỉ? Mình like nhanh tí mẫu quần áo bạn nào mà có nhu cầu thì alo nhá. Toàn mẫu hot mọi người nhá. Toàn mẫu mới hot rồi. Đây, dốc đan đen này. Đấy. Paris. À bây giờ, ok đây là Paris nhá. Quần lỗ nha anh em nhá. Trong có một lớp xịt nữa. Đấy. Dốc đan đen. Bộ này thì đang hot ở thị trường đây. Có đủ size số nha, 470k miễn ship toàn quốc cho anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu đã. Lại quét. Thế chị. Cảm ơn bạn Đàm Dũng nhá. À, đây là bộ Paris đen. Chào. Đây là bộ Paris đen nhá. Bạn nào yêu thì cảm thấy hợp với mình thì múc nhá. Miễn ship toàn quốc 470k, muốn ship toàn quốc. À, quần cũng là quần mát. Còn vải áo thì cốt tông 100%. Đấy. Mình nói chung là bán rất nhiều đơn giản. Thôi qua bộ đi. Rồi đến bộ này, bộ xanh. Dốc đan xanh. Quần rất là rộng luôn. Mới bỏ ra đúng không? Vâng. Ok. Tiến Anh, Tiến Anh nhá. Và đi đen nữa mà ok lấy đi cho cái bộ này lên đi. Này ra men nhá mọi người nhá. Này ra men nhá. Ok, chào đoàn Bắc Giang nhá. Men này hai màu mọi người nhá. Cảm ơn Phạm Duy Hiệp, cảm ơn Khắc Hiếu, cảm ơn An Bình nhá. Một bộ này là 470k miễn ship nhà anh Phạm Huy Hiệp nhá. Ok anh em. Chào đoàn BG, chào đoàn chúng ta. À, anh em mình nhậu cả sấu. Ok em, bao nhiêu một bộ ạ? 470k anh quyết định vậy đi nhá.
Bạn Nguyễn Mạnh mua một bộ rồi đúng không? Đây là 470k tất cả nhá. Bao nhiêu bộ bạn Tiến Anh ơi, 470k nhá. Đây quần là quần cốt tông này. Bộ Nike mới này này. Đây là Nike mới này. Đấy. Hai màu trắng đen. Có cả đen cả trắng. Quần này nó rất là dày. Đấy. Quần cốt tông nhá. Form này form to. Chụp đơn thôi. Đúng rồi mọi người ơi. Đấy. À, màu trắng đâu? Đây. Đấy màu trắng đấy. Mặc lên là đẹp. Mặc lên thì hơi bị đẹp đấy, bộ Nike mới này. Ok, đoàn Bắc Giang nhé. Paris à? Ok, Paris đâu? Paris à? Nhiều mẫu lắm bạn Hợp ơi. Bạn bình tĩnh tôi sẽ lên cho bạn. Đây bộ Paris đây. Bộ này thì mát. Đấy, bộ Paris cũng 470k. Tí em đoàn bằng ebook. Ok anh đoàn Bắc Giang à? Ok đoàn ơi. Ok em ebook ra vào cái nick này nhá. Có bộ nào tầm 1 triệu không? Không có bạn ơi, 1 triệu mua được 2 bộ, hơn 2 bộ rồi. Paris này 2 màu mọi người ạ. Nói chung là nhà mình không phải hàng xịn nhưng mà nói chung là mặc được với cái giá tiền này thì anh em yên tâm là nói chung mặc được. Cốt tông là cốt tông, hiểu không? Nói chung là mặc được. Đây bộ Paris này anh Hoàng Hiếu Kiên ơi. Đây Paris đây, anh em xem bộ Paris đi. Ok em giai đoàn Bắc Giang nhá. Em anh chào Huy Hoàng nhá. Đấy. Đấy. Trước sau đây, sau đây. Sau là trơn. Đấy. In tay in Paris đây. Đấy, tay in Paris mọi người ạ. 470